anh em nhé. Chuyến tàu cuối ngày tôi đến sân ga, trời chiều lộng gió hôn hút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Hello, chào anh em, chào mừng em quay trở lại channel của Shopra Thiết Đồ Cũ. Rất vui được gặp lại anh em trong video ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm khá là hay ho luôn. Như trước mặt anh em đang thấy, đây là một cái bàn ha. Một cái bàn khá là xinh xắn và dễ thương, bàn ba chân. Mặt trên mặt dưới đều là gỗ. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt của con bàn này đó là nó tích hợp khá nhiều tính năng hay ho và hiện đại trong cái con bàn này, nên người ta gọi nó là bàn thông minh. Thứ nhất đó là nó có tích hợp là sạc dự phòng luôn ha. Sạc dự phòng thì ở đây là có một cổng USB để anh em cắm sạc. Ở bên trong cái bàn này nó có tích hợp pin luôn, và anh em có thể sạc cho điện thoại, máy tính bảng hay gì đó tùy ý ha. Thứ hai đó là nó có tính năng sạc không dây. Như anh em thấy ở trên cái mặt bàn này cũng như ở phần đầu của video thì mình đã test cho anh em cái tính năng sạc không dây ha. Bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa ha. Đây là mình có một cái con điện thoại có hỗ trợ tính năng sạc không dây này. Em chỉ cần đặt lên đó này. Đó. Vậy là đã sạc pin cho điện thoại rồi ha. Đó, sạc không dây ha. Đó, ngoài hai cái tính năng sạc không dây và sạc dự phòng ra thì cái bàn này nó còn là một cái loa Bluetooth luôn ha. Đó mới là cái tính năng hay ho nhất mà của cái con bàn này. Cái bàn này thì nó sẽ tích hợp là một cái mạch công suất Bluetooth đó, có tích hợp pin ở bên trong và có loa bên trong cái con bàn này luôn. Âm thanh thì ở phần đầu video chắc anh em cũng đã nghe được ở một đoạn mình test nhạc rồi, nên là anh em sẽ biết được một phần nào đó cái âm thanh của con bàn này nó như thế nào ha. Thì ở phần cuối video anh em vui lòng ráng là xem tới hết video nha. Mình sẽ test thêm một số các bản nhạc khác, nhiều thể loại nhạc khác ở phần cuối video để cho anh em cảm nhận được xem là cái âm thanh của con bàn này nó như thế nào ha. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng khui hộp cái con bàn này thử để xem là cái bên trong hộp nó có những gì, thiết kế nó ra làm sao và nó sẽ gồm những phụ kiện gì đi kèm. Anh em cùng theo dõi phần tiếp theo nhé ha. Ok, bây giờ em sẽ khui một con mới nguyên ra để cho anh em tham khảo xem là cái phụ kiện của nó sẽ có những gì ha. Đây, cái loa bàn này thì nó sẽ có hai màu, một màu đen, màu đen nâu như cái màu ở phần đầu video anh em thấy, còn một lại là một cái màu trắng ha. Thì cái màu trắng hình như em chỉ có hai con thì phải, còn màu đen nâu thì có nhiều hơn. Em nào lấy màu trắng thì báo sớm nha, tại vì em cũng chỉ có hai con màu trắng thôi. Rồi bây giờ em sẽ khui con màu trắng ha. Đây là cái xốp để chèn. Rồi ở trong hộp thì đầu tiên ta sẽ thấy được ba cái chân nha. Chân này là chân gỗ đặc nha, chân gỗ đặc đầu có ren. Đây đầu có ren bạn ha. Đó sẽ là một cái mặt bàn cũng là cái thân loa luôn. Đây, cái này em để đây ha. Ở bên trong thì cái phụ kiện này ở dưới còn xốp thì cũng không còn gì nữa ha. Đây là cái bàn của chúng ta ha. Ở phần dưới của cái bàn á thì nó sẽ có một cái loa này và ba cái chỗ để bắt ốc, để bắt cái chân này. Đây, để cho anh em thấy rõ này. Đây cái loa này và cái chân làm rất là chắc chắn xịn sò ha. Ở xung quanh thì nó sẽ làm hãng họ làm bọc vải. Một cạnh thì nó sẽ có những cái phím điều khiển chức năng cũng như là jack sạc các thứ này kia. Đây là mặt bàn gỗ nha. Bàn gỗ nha, ở dưới cũng là gỗ nha. Rất chỉ là chắc chắn ha. Rồi. Em sẽ lắp đặt cho anh em tham khảo ha. Đây. Để lắp đặt thì anh em chỉ cần vặn cái chân vào. Rồi, như vậy là xong, anh em đã lắp đặt xong cái bàn này ha. Ở dưới cái mỗi cái đầu chân thì nó sẽ có cái lớp nỉ để cho chống trượt, với lại nó, bàn nó sẽ êm hơn ha. Hướng dẫn sử dụng wireless speaker table của hãng iHip. Đây, iHip ha. Đó, đây là cái những cái phần này, những cái phụ kiện này. Rồi lắp đặt ra làm sao này, những cái thông số hoặc là những cái thông tin gì của hãng. Đây là hướng dẫn sử dụng này. Đó, hướng dẫn sử dụng ha. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh.
Bàn này dùng cái chân sạc cổng tai xi nên là tất nhiên là cái cáp sạc của nó cũng là cổng tai xi ha. Đây, cắm sạc. Đó. Cắm sạc thì anh em sẽ thấy được cái đèn. Thấy cái đèn đỏ đây ha. Rồi, đây là hai con bàn sau khi mà đã khui ra nha anh em. Đây, đây là mẫu màu trắng này. Đây là mẫu màu đen này ha. Hai con đồng giá. Ha, tất cả tính năng như nhau. Chỉ khác một cái đó, chỉ khác đó là cái mặt bàn này nó là màu khác thôi. Đây, mặt bàn nó là màu này màu đen, mặt này nó là màu vàng. Và cái vỏ vải này nó là màu trắng. Đây, vải này là màu đen ha. Tùy gu, tùy vô cái thiết kế phòng hay là cái sở thích của anh em mà anh em có thể lựa chọn những cái màu phù hợp ha. Còn lại thì các tính năng cũng như thông số của nó như nhau. Ở bên trong là một cục pin 2000 mAh, theo hãng công bố là 2000 mAh, thì có thể sạc dự phòng, làm sạc dự phòng, vừa làm nguồn cung cấp cho cái loa luôn ha. Thì em sẽ đo cái kích thước để cho anh em tham khảo ha. Cái mặt bàn, đường kính mặt bàn là 40cm nha anh em. Tổng chiều cao của cái bàn này là 63cm. Thân bàn thì nó sẽ cao 11cm nha anh em ha. Như đã giới thiệu ở phần đầu thì là bàn này là bàn gỗ ha, hai mặt gỗ và ở xung quanh là được bọc vải. Ở phần này vẫn là cứng nha, không biết là bằng vật liệu gì nhưng mà cứng nha, còn ở ngoài là bọc vải đó. Và đây là cái phần phím điều khiển của cái bàn này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái loa bàn này ha. Đầu tiên anh em sẽ bấm giữ cái nút này để mở nguồn. Nút nguồn đây, nút trên cùng ha. Đó, bấm giữ nút nguồn. Thì mặc định cái loa này nó sẽ chỉ có chế độ Bluetooth thôi nên nó sẽ vào chế độ Bluetooth luôn. Tuy nhiên thì để cho chắc ăn. Ví dụ như là anh em không biết được là nó đã kết nối thiết bị nào hay chưa thì để cho chắc ăn thì anh em bấm giữ cái nút M này. Thì nó sẽ thoát toàn bộ những cái thiết kết nối cũ ra để cho hiển thị lên và cái sử dụng kết nối mới ha, cho anh em có thể kết nối với thiết bị mới. Rồi bây giờ ở trên điện thoại thì anh em sẽ bật Bluetooth lên. Trên điện thoại thì dò ra thì nó sẽ có cái chữ tên của cái loa này, nó sẽ có chữ là STP nha. STP. Đây, STP, anh em thấy không? Nếu như không có thì anh em kéo xuống nha. Rồi STP, em bấm kết nối. Khi mà chưa kết nối thì anh em sẽ thấy là cái đèn này nó sẽ có màu xanh, nó đang nhấp nháy này. Nhưng mà khi kết nối xong rồi á, đó, như vậy là đã kết nối thành công ha. Bluetooth connected. Kết nối thành công ha. Thì khi mà kết nối xong rồi thì cái đèn màu xanh này nó sẽ không nhấp nháy nữa nha, nó sẽ đứng yên ha. Đó cũng là một cái để mình biết được xem là cái loa này nó đã kết nối với thiết bị nào hay chưa. Nếu như mà kết nối với một thiết bị khác rồi á, đây ví dụ như đang kết nối với cái điện thoại này rồi đúng không, thì khi mà anh em dò trên cái điện thoại trên một cái thiết bị khác á, dò trên một thiết bị khác nó sẽ không có hiển thị tên của cái thiết bị đâu ha, không có hiển thị lên luôn. Thì bây giờ nếu như ví dụ như bây giờ anh em không biết là nó đã kết nối với thiết bị nào khác rồi, anh em muốn kết nối với cái iPad này chẳng hạn, thì em sẽ phải thao tác đó là bấm giữ cái nút M này cho nó thoát toàn bộ hết tất cả những cái thiết bị mà nó đã kết nối trước ra. Rồi đó, thì khi đó ở trên cái điện thoại, trên cái máy tính bảng của anh em thì mới hiển thị được cái tên STP và anh em bấm kết nối được ha. Nhờ coi như là anh em bấm kết nối mới. Rồi khi đó là nó đã thoát ở trên cái điện thoại này rồi ha. Đó, đó là cái kết nối. Rồi, cái nút này là cái nút tăng qua nút cộng trừ, nhưng mà mặc định là nếu như bấm một cái thì nó sẽ là qua bài, tới bài, một bấm trừ một cái thì nó sẽ là lùi bài ha. Còn nếu như mà bấm giữ thì nó mới là tăng âm lượng, bấm giữ nó mới là giảm âm lượng ha. Thì cái khi mà đã kết nối rồi á, không biết ở trên Android thì nó có như thế nào em cũng chưa có thử nữa. Nhưng mà đây ví dụ như đang kết nối với lại cái iPad rồi đúng không? Em bấm giữ này. Đó, nó sẽ tăng âm lượng này, em thấy không? Đó. Rồi bấm giữ trừ này, nó sẽ giảm âm lượng này, nó sẽ đồng bộ. Còn ở trên Android thì chưa chắc nha. Rồi bây giờ để em ngắt kết nối đi. Em kết nối thử lại với bên cái Android thì xem nó như thế nào. Bluetooth connected. Rồi, thử xem nó có đồng bộ ở cái volume như vậy không ha. Bấm giữ này. Rồi, cũng tăng âm lượng luôn. Bấm giữ này. Rồi, cũng giảm âm lượng luôn ha. Vậy là hai cái này nó đồng bộ với nhau, cũng như Android cũng như iOS đều được hết ha. Rồi, bây giờ sẽ thử cái tính năng sạc không dây và sạc có dây ha.
Như đã giới thiệu thì ở trong cái loa này nó sẽ có một cái cục pin có dung lượng là 2000 mAh, nên là anh em có thể sạc để dùng để sạc cho bất kỳ một thiết bị nào dùng cái cổng USB này đều được ha. Thì bây giờ em sẽ demo cái tính năng sạc này qua cái việc là sạc cái iPad ha. Rồi cắm cái jack vào đó, vào cái cổng của cái rồi cắm sạc cho cái iPad. Rồi đã sạc ha. Đó, bất kỳ một thiết bị nào đều được nha. Bất kỳ một thiết bị nào đều được. Rồi, tiếp đến sẽ là sạc không dây. Có một cái điều lưu cần lưu ý với anh em khi mà sử dụng sạc không dây, đó là chắc chắn là thiết bị sẽ phải hỗ trợ rồi. Cái thiết bị mà anh em dùng sạc sẽ phải hỗ trợ rồi. Tuy nhiên thì điều đặc biệt của cái sạc không dây nó sẽ yêu cầu như thế này. Đó là khi mà anh em muốn sử dụng cái sạc không dây này thì em bắt buộc phải ghim sạc cái loa này ha. Phải cắm nguồn cho cái loa này thì mới tính năng sạc không dây mới được bật ha. Rồi đây anh em ghim cái sạc vào ha. Đó, ghim sạc vào thì rõ ràng là cái tính năng sạc không dây sẽ được bật. Bây giờ em đặt lại nha. Đó, sạc ok ha. Đây em để lại này. Đó, sạc không dây ok ha. Đó, anh em lưu ý nha, nhắc lại một lần nữa nha, anh em muốn sử dụng sạc không dây thì bắt buộc phải ghim nguồn cái loa này. Đó là cái chú ý quan trọng nha. Như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em sử dụng cái loa bàn thông minh này ha. Sử dụng các tính năng sạc không dây, sạc có dây cũng như là kết nối Bluetooth để cho phát nhạc ha. Với cái loa bàn này mình nghĩ là với cái giá thành này thì rất là tốt rồi. Không thể nào mà tìm được một cái sản phẩm mà nào mà có nhiều tính năng hay ho như vậy, vừa có thể trang trí, vừa có thể sử dụng, lại tiện dụng như vậy, lại sang trọng như vậy, đẹp đẽ như vậy mà giá chỉ có 950.000. Hiện tại thì cái giá bên shop loa đang bán là giá 950.000. Nếu như anh em nào chuyển khoản đủ thì bên mình sẽ bao ship ha. Còn nếu như anh em nào mà muốn gửi COD bên mình vẫn ok, gửi COD được, tức là giao hàng thu tiền tận nơi được, nhưng mà mình sẽ không bao ship ha. Anh em lưu ý là cái bàn này hiện tại ở bên ở trên giá của Amazon đâu đó là phải tầm 2 triệu và chưa bao gồm phí ship luôn, nên là giá này rất là rẻ rồi. Và bàn này mình cũng không có nhiều, chỉ có ít cái thôi. Nên là nếu như em nào mà có mong muốn sở hữu cái bàn này để sử dụng cho về trang trí hoặc sử dụng cho gia đình thì nhanh tay liên hệ hai số điện thoại mình sẽ để trên góc màn hình ha. Hoặc là anh em có thể click ở cái đường link ở dưới phần mô tả video thì nó sẽ trở về cái trang web là shoploa.vn. Ở trong cái trang mô tả sản phẩm thì sẽ có đầy đủ hình ảnh và các cái thông tin thông số kỹ thuật cũng như là những cái chi tiết về cái bàn này, hoặc là nhiều cái sản phẩm khác nữa. Ví dụ anh em muốn tham khảo những sản phẩm khác nữa thì anh em có thể truy cập trực tiếp vào cái trang là shoploa.vn. Ở trên trang chủ của bên mình thì bên mình sẽ có đăng nhiều cái sản phẩm hơn. Tại vì không phải tất cả sản phẩm đều có thể đăng ở làm video giới thiệu với anh em được. Nên là nếu như mà anh em muốn cập nhật sản phẩm và hoặc là muốn đặt mua những sản phẩm khác nữa thì anh em có thể truy cập vào cái đường link là shoploa.vn ha. Với cái tầm tiền từ ví dụ hãng bán đi, hãng bán là 2 triệu đi, thì nó có nhiều cái tính năng tích hợp vào như là sạc dự phòng này, sạc không dây này, là bàn trang trí luôn này, thì mình nghĩ là không thể nào đòi hỏi hơn được nữa. Đó là với cái giá hãng bán ha. Chứ còn với cái giá mình bán 950.000 thì anh em mới chỉ đủ mua được một cái bàn và một cục sạc dự phòng thôi, chứ chưa mua thêm được cái loa Bluetooth luôn. Nhưng mà đây là có cả tất cả mọi tính năng, từ sạc dự phòng, sạc không dây, rồi bàn trang trí, tất cả mọi thứ tích hợp vô một cái bàn như thế này mà chỉ có giá 950.000, thì mình nghĩ là không còn ở đâu có thể có giá tốt hơn được nữa. Thì để cho anh em có cái đánh giá khách quan hơn về cái chất âm của nó thì mình cũng đã test âm thanh của cái loa bàn này cũng khá chỉ là nhiều cái bản nhạc. Ở phần sau của video anh em nhớ chú ý theo dõi ha. Cố gắng xem hết cái video này để xem là cái âm thanh của nó như nào. Mình có test cả trong nhà, ngoài trời và khá nhiều cái thể loại nhạc để anh em cùng đánh giá, để cho giúp cho anh em được có cái cảm nhận chi tiết nhất về cái âm thanh của cái loa bàn này. Thì mình đã test bằng khá nhiều cái bản nhạc và thể loại nhạc để cho anh em tham khảo được kỹ hơn, tham khảo được nhiều hơn. Cũng như là mình có quay một vài cái clip ở test ở cái không gian bên ngoài, ở phía trước nhà mình. Thì
cũng không gian bên ngoài thì anh em cũng biết rồi là nó không có nhựa ở trong nhà, nó sẽ bị loãng ra và sẽ có nhiều cái tạp âm, ví dụ xe cộ, người nói chuyện, người đi lại các thứ này kia, nó cũng sẽ có ổn nhất định, độ ổn nhất định. Nhưng mà theo mình đánh giá thì con loa này nó đáp ứng khá tốt, kể cả trong nhà lẫn ngoài trời ha. Chi tiết như thế nào thì anh em hãy cùng nghe thử một số đoạn test âm thanh ở phía sau của video, rồi tự cảm nhận ha. Mình sẽ không có giới thiệu nhiều nữa, nhưng mà để mà công tâm nhất thì anh em nên đeo tai nghe hoặc là sử dụng một thiết bị nào đó để nghe cái âm thanh cho nó được tốt nhất. Chứ còn nếu như mà phát qua cái loa điện thoại thì có thể là nó sẽ không có, anh em sẽ không cảm nhận được chính xác được cái âm thanh của cái loa bàn này ha. Cũng chia sẻ thêm với anh em đó là cái củ loa Bose Home Speaker, tháo từ cái con loa Bose Home Speaker này sắp về hàng thêm ha. Có thể là sẽ tầm hơn một tuần đến hơn một tuần nữa thì cái củ loa Bose Home Speaker tháo từ cái con loa này sẽ về hàng thêm, nên là anh em chú ý đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ha, để cập nhật những cái video mới nhất về hàng thì mình sẽ cập nhật cái video liền cho anh em. Tại vì đợt vừa rồi á, số lượng cái củ loa này rất là ít nên là một số anh em đã bỏ lỡ không kịp đặt hàng thì hết hàng mất, nên là hy vọng là anh em sẽ ấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những cái video mới nhất, để ví dụ như có hàng thì anh em sẽ có cơ hội sở hữu cái củ loa ha. Mình cũng chơi lớn luôn, đó là đặt luôn một cái con loa Bose Home Speaker này để test âm thanh thực tế luôn ở trong cái con loa này cho anh em nghe thử xem là nó như thế nào. Mình không biết là được là có tháo ra được hay không, nếu như mà có đủ khả năng thì mình cũng sẽ tháo ra để cho anh em xem trực tiếp được là cái củ loa ở bên trong cái này có đúng thực sự là cái củ loa mà mình bán cho anh em hay không ha. Cái này mình không hứa trước nha, tại vì nếu như bận quá thì mình cũng không thể tháo được, còn nếu như mà có thời gian điều kiện cho phép thì mình sẽ tháo cái con loa này ra rồi. Video này cũng đã dài, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu như anh em nào mà hứng thú với cái sản phẩm là cái loa bàn thông minh này thì có thể click vào cái đường link ở dưới phần mô tả video hoặc là liên hệ mình qua hai cái số điện thoại mình sẽ để trên góc màn hình ha. Giá mình nhắc lại một lần nữa, đó là giá là mình bán cái loa này là 950.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu như anh em nào mà chuyển khoản, tin tưởng chuyển khoản đủ thì bên mình sẽ bao ship ha. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Thank you.
mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian cho mắt em. Tình yêu cho thương đau ngày buồn thế. Còn đây không gian xưa quên gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây, dù hồn đang ngủ say, lời yêu chót đắng đầy. Ngày vàng còn gì, đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn khi hoàng hôn phố giấc xuân muộn về trên môi làm gì có ai thương em.
Trăng ngập lên mặt trời, mưa thì cười và má hay nắng. Những nụ cười làm cho lòng đang bộn bề bộn má ngay ngắn. Lên trên này thấy các em anh mới thấy mình quá may mắn. Mặt trời vàng như trứng chiên khi mà em đứng thẳng, núi và đồi phải đứng nghiêng. Con đường quanh co quá em cho lượn như cánh chim. Mai sau lớn em bơi giữa đời, em bơi khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành. Như cây mọc lên từ đất phải chất thì nó mới mọc cành. Một cách bỗng thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành. Vì nghĩ số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. Đến anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Kìa mây mây ngang đầu, kìa núi núi lo nhỏ, cùng em trên con đường đường về xíu quanh cổ, mong qua những ngọn đồi, thấy em nhẹ nhàng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới khung nhạc kia đôi bàn chân em. Nấu cho các em ăn, dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Ăn thử những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm. Vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Và nói cho các em mong em đi xứ nhạc từng con chữ. Khi có chi thức em thấy con hổ không còn mong dữ không. Và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. Lúc ấy thì mấy cây sâu chỉ là nét vẽ thêm rừng ra. Và mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. Vừa mình nhìn các em đã biết những gì mình cần những gì mình có. Vừa mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái bụng về chiều. Rồi mình tập từng cách cho đi vì biết cho đi sẽ dựng lên điều. Cho đi những nụ cười những buồn phiền sẽ trôi rất xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhìn về gấp đôi gấp ba. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhìn về gấp đôi gấp ba. Gấp đôi gấp ba. Em thấy bầu trời, em thấy núi đồi, mặt hồ trong veo, mong chân sẽ cứng và đã luôn mềm trên mỗi con đường. Từng ngày em qua, mặt trời trong trái khi màu hồng, vang trong lòng một tiếng gà trơn. Mong cho cây lá lên mầm, mong cho trời thuận gió qua mưa. Tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em không?